Đó, thấy gì không? Năm man. Oship man on. Rồi. Và bây giờ cho hỏi anh tên gì, đến từ đâu? Em tên Trung, đến từ Nghệ An. Anh tên Công, đến từ Nghệ An. Nghệ An một rồi. Và sau đây là một tuần lộ, hai lộ dồn. Bắt đầu đây. Đọc từ 1 tới 10 nha. 1 dồn lỗ, 2 lỗ dồn, 3 dồn lỗ, 4 lỗ dồn. Đọc từ 1 tới 10, được chưa? Rồi, 1 dồn lỗ, 2 lỗ dồn, bắt đầu. 1 dồn lỗ, 2 lỗ dồn, 3 dồn lỗ. Cái gì vậy? Mới cái đầu tiên là ai đó rồi. Lại. Vỗ tay cho anh Công, vỗ tay cho anh Công. 1 dồn lỗ, 2 lỗ dồn, bắt đầu. 1 lỗ dồn, 2 lỗ dồn, 3 lỗ dồn, 4 lỗ dồn, 5 lỗ dồn, 6 lỗ dồn, 7 lồn gió, 8 lồn gió, 9 lồn gió, 10 lồn gió. Chưa thấy cha nào mà nó tự nhiên như cha này. Chiến mic đây này. Xin mời nam ca sĩ Mạnh Quỳ, có nghĩa chưa? Một vợ và hai con. Một vợ hai con thì một rồi lỗ, hai lỗ dồn, bắt đầu. Mình cứ dồn lỗ, một lồn gió, hai lỗ dồn, mà nó mở lỗ. Liêu. Làm lại. Một tới mười nha, bắt đầu. Một rồi lỗ, hai lỗ dồn, bắt. Một dồn vào lỗ, hai lỗ vào dồn. Một dồn vào lỗ, hai lỗ vào dồn. Một dồn vào lỗ, hai lỗ vào lỗ. Thẻ vàng. Ao. Vẫn có từ mà. Thẻ vàng ra ngoài sân. Rồi xin mời anh ra vàng. Rồi, đến đây. Rồi. Em tên gì? Quê ở đâu? Em tên Hải, quê ở Diễn Châu. Hải Diễn Châu, Diễn Châu một rồi. Anh em ơi. Ôi Diễn Châu đâu quá. Một dồn lỗ, hai lỗ dồn, bắt đầu. Một lần. À đủ. Mới chơi cái đầu tiên là Một dồn lỗ, hai lỗ dồn, ba lần dồn. Vỗ tay ủng hộ, làm lại. Ta xì. Một lần dồn. Ông này ông mê hay sao? Làm lại. Một dồn lỗ, hai lỗ dồn, bắt đầu. Một lần. Con lại thầy. Ôi trời ơi. Thầy đọc lại giùm con. Một dồn lỗ, hai lỗ dồn, bắt đầu. Một dồn lỗ, hai lỗ. Bắt đầu. Một dồn lỗ, hai lỗ dồn, ba dồn lỗ, bốn lỗ dồn, năm lồn. Thôi, lùi, ông đọc hồi nó tràn lan hay thế là chết thôi. Rồi xin mời anh. À đây, trời ơi. À anh này bữa nay rất là vui được ấm bế người đẹp áo đen đó. Anh tên gì, quê ở đâu? Em tên Hải, quê Quảng Bình. Quảng Bình mới rồi. Ôi ơi, Quảng Bình làm lửa nè. Một dồn lỗ, hai lỗ dồn, một lồn dồn, hai lỗ dồn, ba lồn lỗ, bốn lỗ dồn, năm lồn lỗ, sáu lỗ dồn, bảy lồn lỗ, tám lỗ dồn, chín lỗ lỗ, mười lỗ. Đúng chưa? Ok. Ơi Quảng Bình muốn năm. Xin mời tiếp theo. Machimak. Ê, đâu được. Đây. Anh tên gì? Quê ở đâu? Em tên Quyền, em ở Hải Dương. Hải Dương ơi, Hải Dương ở đâu? Hải Dương ai biết Lệ Dương ạ? Hải Dương này hả? Rồi, Hải Dương ơi, có nghĩa chưa? Nhưng mà cái câu này nó hơi khó khú. Có nghĩa chưa, nói đi. Nhưng mà nó hay lộn lộn, nó cứ lỏng lộn. Chưa có nghĩa thì một dồn nỗ, hai nỗ dồn, bắt đầu. Ra đại học tại anh. Một dồn nỗ này, hai lỗ dồn. Đúng không? Một dồn lỗ, hai lỗ dồn, ba dồn lỗ, bốn lỗ dồn, bắt đầu. Một dồn lỗ, hai lỗ dồn, ba lồn dỗ, bốn. Thôi thua lại anh ơi. Làm lại lần cuối, cố gắng kiếm nằm màn. Rồi, một dồn lỗ, bắt đầu. Một dồn lỗ, hai lỗ dồn, ba dồn lỗ, bốn dồn lỗ, năm dồn lỗ, sáu lỗ dồn, năm sáu lỗ. Anh dồn một hồi nó về hết Hải Dương luôn. Thôi giời. Rồi ok, cảm ơn. Rồi xin mời mọi người, chúng ta trở về vị trí mình ạ. Từng đội một nha. Rồi bây giờ xin mời, đây sẽ là vòng chung kết của cuộc thi ngày hôm nay. Xin mời ban tổ chức phát cho mỗi đội, mỗi người một cái biển mắt.